tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp cái máy lọc nước hông chậu rửa chén. Thì đây là cái máy lọc nước hông chậu rửa chén. Bây giờ tôi sẽ mở cái thùng giấy này ra coi chi tiết bên trong như thế nào. Đây, hai thùng móng để kết nối máy, bốn loại chức năng. Thì bây giờ để lắp cái máy này tôi hướng dẫn cho các bạn lắp chi tiết các linh kiện vào máy luôn. Đầu tiên chúng ta lắp ba cái cốc lọc này và ba cái nắp cốc. Tương tự cốc số 2. Số 3. Chúng ta dùng tay bạn 10 đi tiếp cốc lại. Kết nối bốn loại chức năng vào. Chúng ta lưu ý cái đầu T bên này chờ phía bên đầu ống chờ. Đầu ống sau màng RO kết nối vào đầu T. Còn đầu này gắn vào bình áp. Cái màn RO này nếu mà chưa gắn thì chúng ta bỏ vào cốc, vặn nắp, bỏ cốc, bỏ màn vào. Cái này thì máy đã gắn sẵn rồi. Bây giờ chúng ta mở bình áp ra luôn. Bình áp có kèm van, chúng ta vặn cái van này vào bình luôn. Rồi cái máy này lắp ông chậu rửa chén thì để lắp được cái máy này chúng ta cần chuẩn bị nguồn điện. Cắm 220V và đường ống cốc vào đây. Ống cốc chúng ta xài cây ống đó, lấy ống ngay chỗ vòi rửa chén luôn. Còn đường thải thì chúng ta thải trực tiếp vào ống này. Bây giờ chúng ta câu cái cốc vào máy. Thì để lắp được cái máy này chúng ta cần chuẩn bị những đồ nghề sau: một kéo cắt ống, một máy khoan, máy khoan tay, một đầu vặn, một mỏ lết, cuộn keo su non và một dao cắt. Bây giờ tiến hành lắp thì chúng ta đấu ống phi 10 vào máy. Vào cốc lọc số 1. Chúng ta dùng mỏ đấy
mở ống nước lạnh ra, và đương nhiên là chúng ta đã khóa nước đầu nguồn. Tiếp theo chúng ta kết nối cái van cấp vào vị trí mở nước. Dùng mở nước siết chặt lại. Đầu này kết nối vào vòi rửa chén. Kết nối ống 10 vào van. Xong khóa nước rồi. Tiếp theo chúng ta kết nối bình áp vào máy. Dùng kéo cắt một đoạn ống phi 6. Đầu kết nối vào van bình áp. Đầu còn lại chúng ta kết nối vào cái T chờ ngay lõi số 5, lõi T33. Chúng ta lưu ý kết nối ống xả màng RO ra vị trí xả, thì ở đây có đầu chờ ngay van xả màng, chúng ta kết nối vào. Bây giờ tiếp theo chúng ta gắn cái vòi vào sử dụng. Thì cái này chúng tôi gắn trực tiếp lên chậu rửa chén luôn nên không cần cái bát nữa, chúng ta rửa cái bát ra. Chúng ta dùng máy khoan lỗ. Chúng ta khoan ngay lỗ cần gắn vòi nước. Đây vị trí này là tôi gắn vòi nước ngay đây nên là khoan ngay đây luôn. Mũi khoan này chúng ta lấy mũi khoan 10 nha. Tiếp theo chúng ta kết nối các phụ kiện của vòi vào ống. Chúng ta lưu ý mấy cái ron nhỏ này. Phải để nó khớp nó mới vào được. Rồi như vậy là chúng ta xếp vào. Đầu còn lại chúng ta kết nối vào lõi cuối cùng. Đầu chờ của lõi cuối cùng. Bây giờ chúng ta xả nước.
xả nước 3 loại 1, 2, 3. Thì chúng ta rút ống trước khi vào RO, ống cấp trước khi vào RO để xả nước. Đây ống này. Chúng ta chuẩn bị xô để xả nước. Trong mở nước cấp nguồn. Đây mở nước cấp lên này. Mở bên khóa. À. Xong mở van cấp nước vào máy luôn. Thì khi đó nước sẽ vào ba cấp lọc. Chúng ta cắm điện cho bơm hoạt động. Để lấy về đúng rồi, đúng. Cắm bơm, cắm máy vào. Rồi cắm đã chờ sẵn đó, khi ta cắm máy thì đèn sẽ báo. Rồi sau khi mở đường trước khi cấp vào RO, chúng ta sẽ xả ba cái cấp lọc 1, 2, 3, xả ra khoảng 10 phút. 10 phút chúng ta thấy nước ở đây sạch rồi, hết đen, thì chúng ta ngắt bơm đi, ngắt bơm đi rồi cắm vô lại. Cắm vô lại cho nước qua màng RO. Và chúng ta tiếp tục mở máy. Sau khi cắm vào nước bắt đầu qua các lõi chức năng phía trên, qua màng RO và lên vòi, thì chúng ta khóa bình chứa áp lại, không cho nước vào bình áp. Để buông là khóa, còn để dọc là mở. Thì chúng ta để buông góc cho máy khóa nước, khóa vào bình áp là cho nước lên vòi. Chúng ta đợi khi nào nước ra vòi, xả khoảng 15 phút thì đóng lại. Sau khi nước lên vòi, chúng ta xả khoảng 20 đến 30 phút cho nước sạch ở các lõi rồi đóng. Đóng vòi lại. Khi đó đóng vòi thì chúng ta mở van bình áp. Đây mở van khóa, mở dọc theo đường ống. Như thế này là khóa, mở dọc theo cho nước vào bình áp. Nước vào bình áp thì bơm sẽ bơm tự động bơm vào, khi nào đầy là bơm ngắt. Vì vậy bây giờ chúng ta để cho điện vào bơm chạy tự động luôn, không cần phải rút điện ra nữa. Và mấy cái thông số hiển thị trên đèn báo này thì nó sẽ báo như sau. Cái này là PP filter, là lõi lọc số 1. Khi nào tới thời gian thay thì cái lõi này nó kêu và nó sẽ nháy đèn. Đấy, là lúc đó chúng ta thay lõi số 1. Tương tự, UDF là lõi số 2, thì lõi GAC và CTO. CTO là lõi số 3. RO là màng RO số 4. Màng RO đây, khi nào nó báo thay thì chúng ta sẽ thay. Màng RO thì thường từ 1,5 năm tới 2 năm, còn ba lõi đầu là từ 6 tháng tới 9 tháng. Và cái lõi T33 này là các lõi chức năng phía trên, lõi 5, 6, 7, 8. Đó, khi nào nháy đèn báo T33 là lõi 5, 6, 7, 8, lúc đó chúng ta thay. Thì bốn cái lõi này thì thường khoảng 9 tới 12 tháng là chúng ta thay, tùy vào chất lượng nguồn nước và thời gian sử dụng nhiều hay ít, và cái lưu lượng xài nhiều hay ít. Còn cái đèn washing này là đèn báo máy đang xả sau
Sau này là máy đang lọc, là nước đang cho lọc, vì vì nước đang vào bình áp thì nó báo ở đây là máy đang lọc full. Full thì khi nào nước vào đầy thì đèn sẽ hiện ở đây full. Còn đèn báo ở đây là nước nước cấp đầu vào bị yếu hoặc là hết nước thì ở đây nó sẽ báo. Còn chữ check này có nghĩa là máy bị lỗi, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra máy bị lỗi gì, khắc phục. Và sau khi khắc phục xong thì chúng ta bấm clear. Tương tự thay lỗi xong chúng ta cũng bấm clear và bấm push để cho máy hoạt động lại bình thường. Nếu nước yếu máy không chạy thì chúng ta cũng có thể nhấn vào cái nút nhấn đèn này để cho máy tiếp tục hoạt động. Còn để ra lồi ra ngoài thì là máy sẽ hoạt động tự động. Là nước yếu là máy không chạy, bấm vào này là chạy bằng tay, nước yếu nhưng máy vẫn chạy. Đó, như vậy là cách vận hành cái đèn báo và cái máy này như tôi đã hướng dẫn nãy giờ. Và các bạn chờ cho nước vào đầy bình áp thì chúng ta xả ra một lần nữa. Đó, bây giờ nước vào bình áp là nước mạnh rồi, chúng ta xả ra khoảng một tiếng là đầy bình. Thì chúng ta xả bình đầu tiên, xả hết bình chúng ta đóng cho máy tự động xài, tự động bơm lên đầy bình. Thì lúc đó chúng ta để xài. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách lắp máy lọc nước âm chậu rửa chén máy RO 8 cấp. Nếu các bạn có nhu cầu mua máy về tự lắp hay mua linh kiện về lắp thì liên hệ số điện thoại 0987 313 246. Hoặc có thắc mắc gì để lại bình luận ở phía dưới, tôi sẽ trực tiếp giải đáp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video bổ ích. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.